Mọi người ơi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ chiếc giày nha. Thì ở đây mình vẽ chiếc giày màu trắng và màu đỏ và màu xanh. Thì các bạn chuẩn bị cho mình cọ nét cũng như là sơn gel những màu trên đây nha. Mình cũng bắt tay vô làm nha mọi người. Cho em nền trắng nha. Mọi người dùng cọ nét vẽ giùm em nha. Mình đang vẽ đôi giày màu trắng nha. Rồi sau các bạn em hơ đèn cho mình nha. Mọi người lấy cọ nét, lấy một chấm sơn giùm em nha. Mọi người vẽ cái lỗ để xỏ giày giùm em nha, xong rồi đem hơ nha. Rồi vẽ hết hai bên giùm em luôn nha. Sau khi các bạn hơ đèn xong thì các bạn viền cho mình nha. Rồi các bạn vẽ cái dây giày cho mình nha. Xong các bạn đem hơ đèn cho mình nha. Xong rồi mọi người sơn tốp lên giùm em nha. Sơn tốp xong rồi mình sẽ bắt đầu đi làm thêm cái móng tiếp theo nha. Rồi cái này tiếp theo mình làm tương tự giống cái hồi nãy nha mọi người. Các bạn cái này thì các bạn dùng sơn gel màu trắng cho mình. Rồi mọi người ơi, mọi người vẽ tiếp mấy cái lỗ giày giống như hồi nãy nha, mấy cái lỗ xỏ giày giống hồi nãy nha mọi người. Mình bắt đầu vẽ dây giày nha mọi người. Xong rồi mọi người đem hơ giùm em nha. Xong mọi người viền giùm em màu đen nha. Xong mọi người viền là mọi người hơ giùm em nha mọi người. Mọi người viền xong mọi người hơ là xong nha. Mọi người sơn tốp giùm em nha. Mọi người quay qua sơn tốp xong là xong nha mọi người nha. Và đây là thành phẩm của mình. Mọi người cảm thấy video này hữu ích thì like và subscribe cho kênh YouTube của Trang Beauty nha. Cảm ơn mọi người đã coi thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Cảm ơn mọi người nha.